Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đất Hà Đông. Ngày hôm nay thì em Nguyên sẽ xin gửi tới anh chị và các bạn một mảnh đất rất là đẹp nằm ở khu vực Vạn Phúc. Cái mảnh đất mà em muốn giới thiệu tới anh chị và các bạn thì có diện tích là 50m², mặt tiền của mảnh đất này là 5m, hướng chính thì là hướng Tây Bắc ạ. Đây ạ, đường như anh chị và các bạn đã thấy, đường thì rất là rộng. Đường này cả vỉa hè thì rơi vào khoảng 12,5m. Thông ra một đằng là lên Văn Khê, một đằng là ra đường Vạn Phúc. Giao cách với cả Tổ Hiếu với Lê Văn Lương cũng tương đối là gần. Mảnh đất này đứng ở khu vực nhà mình đây thì nhìn sang đối diện sang là trường tiểu học Vạn Bảo ạ. Mảnh đất này mà anh chị và các bạn mua về mà xây 7 tầng thang máy thì cực kỳ là đẹp luôn. Gia chủ thì đang nhờ em Nguyên giao bán với giá là 6 tỷ, có thương lượng cho khách thiện chí. Anh chị và các bạn có quan tâm đến lô đất này thì liên hệ cho em Nguyên theo số điện thoại trên màn hình để đi xem trực tiếp nhé. Ngoài cái lô đất này thì em còn rất nhiều các lô khác, cũng diện tích từ 50m, mặt tiền 4m cũng có, mặt tiền 5m cũng có. Có cả nhà khu vực này. Anh chị và các bạn quan tâm thì cứ liên hệ em sẽ gửi hình ảnh cho anh chị và các bạn tham khảo trước. Xin chào và hẹn gặp lại.